Chào tất cả các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải quyết bài tập 4 sách giáo khoa trang 105. Đề bài yêu cầu là vẽ hình theo các cách diễn đạt sau, bao gồm có hai ý. Thì ở đây cô đã viết lại đề bài của bài toán này và chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết. Ý thứ nhất là đề bài yêu cầu vẽ điểm C nằm trên đường thẳng A. Vậy để thực hiện được yêu cầu này thì chúng ta sẽ thực hiện các cái bước như sau. Trước tiên là các bạn sẽ vẽ cho cô đường thẳng A trước. Đây cô vẽ đường thẳng A. Điểm C nằm trên đường thẳng A thì chúng ta sẽ lấy một chấm nhỏ trên đường thẳng A và đặt tên cho chấm đó là điểm C. Vậy như vậy là chúng ta đã có hình ảnh của điểm C nằm trên đường thẳng A. Tương tự như ý B, đề bài yêu cầu là điểm B nằm ngoài đường thẳng B. Vậy thì các bạn cũng thực hành cho cô là vẽ đường thẳng B trước. Chúng ta dùng thước kẻ để vẽ một đường thẳng. Điểm B nằm ngoài đường thẳng B thì các bạn có thể lấy bất kỳ ở phía trên hoặc phía dưới. Đây cô sẽ lấy ở phía dưới. Vậy là chúng ta đã được hình ảnh của điểm B nằm ngoài đường thẳng B ạ.